Cô xin tự giới thiệu, tôi là bác sĩ Trần Hương Giang, giảng viên bộ môn mô phô giải phẫu bệnh của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì rất vui được tham gia báo cáo trong một cái hội thảo chuyên về làm đẹp như thế này. Và bài báo cáo của tôi là nói về chủ đề chất làm đầy trong da dưới góc nhìn mô bệnh học. Bài báo cáo có các nội dung như sau. Như chúng ta cũng đã biết thì tiêm chất làm đầy trong da ngày nay đã trở nên rất là phổ biến. Và mặc dù nói rằng cái kỹ thuật này khá an toàn, tuy nhiên thì nó vẫn có những cái tác dụng chống chỉ định, nó vẫn có những cái biến chứng. Biến chứng đó có thể xảy ra ngay sau khi chúng ta tiêm, hoặc là có thể xảy ra một thời gian dài, có thể vài tháng hoặc thậm chí là vài năm sau khi tiêm. Do đó là một cái tổn thương da có thể là một người bác sĩ lâm sàng không có nhận biết được đó là cái do biến chứng sau tiêm chất làm đầy hay là một cái tổn thương da bệnh lý nào đó. Thì trong những trường hợp như vậy, câu hỏi được đặt ra là chúng ta có thể xác định được chất làm đầy, phân loại hoặc là xác định được các biến chứng sau tiêm chất làm đầy hay không? Thì câu trả lời là có. Và cái việc chúng ta có thể làm sinh thiết da, khảo sát các cái đặc điểm mô bệnh học để xác định được chất làm đầy trong da, phân loại và xác định được các cái biến chứng. Tuy nhiên thì cũng sẽ có một cái số khó khăn đối với người làm giải phẫu bệnh để xác định chính xác. Và trong phạm vi 15 phút báo cáo thì tôi tập trung vào hai cái mục tiêu chính: xác định chất làm đầy và các biến chứng sau tiêm chất làm đầy từ mẫu sinh thiết da. Tôi có một số ca lâm sàng, ví dụ đây là một trường hợp sau 15 năm tiêm silicone thì môi dưới bị dày và bệnh nhân đến khám. Và trên vi thể thì tôi thấy được rất là nhiều cái tinh thể silicone ở trong da, một số nằm trong các cái thực bào và cũng tập trung khá nhiều quanh các cái mạch máu. Và một trường hợp thứ hai là một bệnh nhân có một cái phản ứng viêm hạt ở vùng trán sau tiêm chất làm đầy nhưng mà không có biết rõ là tiêm chất làm đầy loại nào, và bác sĩ có nhờ mình là xác định xem có phải là chất làm đầy hay không, phải là được loại chất làm đầy đó là gì để có thể có hướng xử trí. Thì trên vi thể ở đây là do là sau một thời gian án cho nên là cái chất làm đầy nó không có được xác dễ để xác định dưới cái kính hiển vi, và tôi đã sử dụng một cái xét nghiệm để phát hiện ra đây là một cái chất HA ở trong da. Thì như vậy thì mình cũng sẽ hầu như là chúng ta sẽ có thể xác định được chất làm đầy và có những cái kỹ thuật để phát hiện các cái chất làm đầy này. Nói về chất làm đầy thì có rất nhiều loại chất làm đầy, ví dụ HA, hợp chất có chứa canxi, hoặc là BLA, v.v. collagen, silicone, và trong đó cũng có một số hợp chất là được FDA cho phép sử dụng. Đầu tiên tôi nói về cái HA thì đây là một chất làm đầy có lẽ là phổ biến nhất, và nó cũng ít gây phản ứng. Và cái chất làm đầy này nó có cái chất ly giải, đồng thời có thể phát hiện được cái kính hiển vi. Do đó cho nên là xác định chính xác chất làm đầy có thể giúp cho người bác sĩ người ta có cái hướng xử lý phù hợp nhất. Trên vi thể thì mình có thể thấy những cái chất làm đầy là những cái vảy này xen kẽ với một sợi collagen. Tuy nhiên hình ảnh này nếu như mà chúng ta chỉ có nhìn vào cái vi bản thôi á thì chúng ta có thể nhầm với một cái tổn thương lành tính ở da là u hạt vòng. Đây là cái hình ảnh u hạt vòng thì cũng có những cái chất nhầy xen kẽ một sợi collagen. Như vậy thì nếu như chúng ta không phối hợp với lâm sàng, không có được cái tiền sử bệnh nhân là đã tiêm filler trước đó thì có khi chúng ta sẽ chẩn đoán sai. Qua một cái chất làm đầy khác là BLA thì đây cũng là một cái hợp chất hữu cơ tự nhiên có thể thái nuôi và thường dùng trong những bệnh nhân HIV. Mình có thể phát hiện chất làm đầy này, tinh thể này ở dưới kính hiển vi. Trong lớp bì chúng ta thấy được những cái tinh thể trong suốt phân cực, và nó có thể thu hút các cái tế bào viêm tạo thành những cái ổ viêm hạt chẳng hạn. Và cái hình ảnh này có thể nhầm với một số cái tổn thương da hoặc là u da, ví dụ u đại bào mạng cân hoặc là bọc tượng bì vỡ. Đây là hình ảnh tiêm chất làm đầy, đây là hình ảnh u đại bào mạng cân, trong có thể nhầm với trong những cái trường hợp mà chúng ta tiêm chất làm đầy ở cái vùng u bàn tay. Và cái hình ảnh vi thể cũng rất là giống với lại khi mà chúng ta tiêm cái BLA. Nó cũng sẽ có rất nhiều đại bào và thâm nhập các tế bào viêm, và cái tinh thể phân cực đó thì đôi khi chúng rất là khó để nhận biết nó. Hoặc là một cái trường hợp khác là một cái bọc năng lông hoặc là một cái bọc thượng bì vỡ.
nó cũng sẽ thấm nhập rất là nhiều là tế bào viêm vô trong này, và các hình ảnh những cái chất sừng phóng thích ra nó cũng na ná với lại cái tinh thể VOA, và có khi chúng ta sẽ chẩn đoán nhầm nếu như chúng ta không có những cái hình ảnh về lâm sàng da hoặc là có một cái tiền sử là tiêm filler trước đó. Nói về một loại chất làm đầy khác là collagen. Collagen thì cái phản ứng viêm, phản ứng các cái biến chứng nó rất là ít. Tuy nhiên vào cái trên thì ngay sau khi chúng ta tiêm á, chúng ta sẽ thấy là cái chất nó sẽ tạo thành một cái chất nền ở trong lớp bì, và vài tháng sau thì mới có cái hiện tượng xuất hiện là tế bào sợi hoặc là nguyên bào sợi vô trong cái vùng chất nền này. Tuy nhiên là nếu như chúng ta chỉ nhìn một cái người giải phẫu bệnh chỉ nhìn vào cái chất nền collagen này thì có khi chúng ta sẽ nhầm với một cái tổn thương da làm tính khác, là một cái nốt thấp, hay là nó có một cái nốt thấp, và cái chất hoạt động giống như chất nền collagen đó là cái collagen thoái hóa. Như vậy nói để chúng ta nhấn mạnh một điều rằng là luôn luôn là phải phối hợp với lâm sàng, cần phải có những thông tin về bệnh sử, các cái hình ảnh trước khi chúng ta có các cái chẩn đoán giải phẫu bệnh. Và tôi cũng hy vọng là các bác sĩ lâm sàng sẽ phải biết rất là rõ trong cái tờ giấy chỉ định trước khi chúng ta gửi mẫu làm sinh thiết da. Hoặc là tôi qua một cái hợp chất khác, hợp chất canxi. Cái này cũng có trong xương và răng. Thì hình ảnh các cái tinh thể, các hợp chất canxi này thì có thể phát hiện được dưới kính hiển vi. Tuy nhiên là trong quá trình xử lý mẫu thì cái khối cầu canxi này nó có thể rớt ra ngoài, và rất khó để chúng ta xác định được là cái loại chất filler này là gì, hoặc là thậm chí là chúng ta chỉ có thể thấy được các cái biến chứng thôi, chứ chúng ta không xác định được là có phải là sâu, là không có thể phân loại được cái chất làm đầy. Hoặc là silicon hiện nay thì ít dùng, nhưng mà ngày xưa thì đây là một loại chất làm đầy hay dùng ở da và mông, rồi ngay cả trong năm tôi đọc những mẫu sinh thiết da thì tôi cũng rất là hay gặp các cái biến chứng do tiêm silicon. Thì cái chất tinh thể silicon này mình có thể phát hiện được trên tiêu bản, và nó hay tạo ra các phản ứng viêm hạt. Tuy nhiên là nếu một người đọc không có kinh nghiệm á, thì lâu lâu xui mình có thể bị nhầm với một cái hình ảnh là sạc cơ mỡ bị hóa rõ. Ví dụ đây là một cái hình ảnh sạc cơ mỡ bị hóa rõ, chúng ta cũng thấy những cái gốc khá là giống với lại những cái tinh thể silicon nằm trong thực bào. Nói về biến chứng sau tiêm chất làm đầy thì từ sáng giờ mình cũng đã nghe các thầy cô cũng đã nói rất nhiều một số biến chứng xảy ra ngay sau khi tiêm, và một biến chứng có thể xảy ra một thời gian dài sau tiêm, ví dụ như là viêm hạt, nhiễm trùng, sơ hóa trong lớp bì, viêm mô mỡ vào mạch cầu ái toan hoặc là tắc mạch. Thì đây là một số hình ảnh cụ thể để mình thấy rằng là mình có thể phát hiện được các biến chứng sau tiêm, mặc dù có thể chúng ta sẽ không thấy được các nguyên nhân trực tiếp của nó là các cái chất làm đầy. Ở đây hình bên tay phải là chúng ta thấy được một cái phản ứng viêm cấp axe hóa, hoặc là bên trái là một cái ổ viêm hạt có kèm với cái chất làm đầy, hoặc là đây là một trường hợp tiêm nhiều chất làm đầy, có nhiều chất làm đầy ở trong da và có phản ứng viêm hạt. Ở đây là vừa kết hợp HA vừa có cái phân tử là polymethyl metacrylate. Một số cái phản ứng khác ví dụ như là sơ hóa ở trong lớp bì, hoặc là viêm mô mỡ thấm nhập nhiều bằng cầu ái toan, và một trường hợp là tắc mạch sau tiêm chất làm đầy, ví dụ như hình ảnh này là một hình ảnh tắc mạch. Và khi mà khảo sát thi thể thì mình sẽ thấy được trong lòng mạch nó có một cái chất nhầy, nhưng mà có đôi khi rất là khó để nhìn thấy nó, thì sử dụng một cái phép dụng Amsenbo mình có thể phát hiện cái HA ở trong mạch lòng mạch. Có tại mặc dù là cái tiêm chất làm đầy thì nó rất là ít biến chứng, tuy nhiên trong những cái trường hợp mà có biến chứng xảy ra và mình nghĩ là do sau tiêm chất làm đầy, thì làm một cái mẫu sinh thiết da và khảo sát mô bệnh học có thể giúp chúng ta xác định được chất làm đầy, phân loại và xác định được các cái biến chứng sau tiêm chất làm đầy. Tuy nhiên cần phải có sự phối hợp với lâm sàng, chúng ta cần phải biết một số cái thông tin về tiền sử, về hình ảnh lâm sàng để tránh chẩn đoán nhầm với các cái bệnh lý da. Và từ đó chúng ta có thể các cái bác sĩ lâm sàng có thể đưa ra những cái phương pháp điều trị thích hợp. Đây là một số tài liệu tham khảo cho cái bài báo cáo. Cuối cùng, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Trân trọng cảm ơn quý đồng nghiệp, quý thầy cô.